Hà Quyên của đài FPTN Toronto xin kính chào quý khán thính giả. Và hôm nay ngồi bên cạnh Hà Quyên là Jackie Nguyễn. Jackie hát nhạc rap rất hay. Jackie born tại Toronto, Canada. Chào Jackie, chào em. Và hôm nay đài FPTN Toronto xin xin hỏi Jackie một vài câu hỏi. You want I talk with you Vietnamese? Maybe you want I talk with you English? Tell me. But nhưng mà chị nghĩ rằng em có thể nói tiếng Việt Nam cùng với chị được hay không? Yeah. Vậy chắc chị có thể cho khán giả của đài FPTN biết là em lớn lên từ tại em lớn lên tại em born tại Canada hay là em từ Việt Nam sang? Em born trong Toronto, Canada. Mẹ của em qua bên đây hồi 1986. Trên em born ở đây, ở trong Toronto. Cảm ơn Jackie. Và theo chị được biết là em đã được Global National City TV, Toronto Sun, Toronto Star CBC, Omni TV interview em rất là nhiều lần. Vậy thì cho chị biết tại sao em lại chọn thể loại nhạc rap? Và ba má em có vui khi em chọn nhạc rap này hay không? Vì cái loại nhạc rap đối với người Việt Nam rất là xa lạ. Vì em có thể nói cho cùng chia sẻ cùng sharing với khán thính giả của đài FPTN cho mọi người được biết được hay không Jackie? Cảm ơn đài FPTN với cảm ơn chị Jacqueline hỏi em cái question này. Mẹ của em thì cũng hồi trước cũng không có thích lắm, đúng không? Hồi em mới try cái nhạc này mẹ của em cũng không có thích lắm, mà hồi em ở trên TV, em lên mấy cái đài Global National với City TV thì mẹ các em với ủng hộ cái music của em, không? Cho nên em chỉ try giống chỉ cái thời gian là người Việt Nam mình cũng hát nhạc rap được, không? Không phải là chỉ cho người đen hay cho người trắng hay cái gì, người Việt Nam cũng làm được luôn, không? Cảm ơn Jackie. Vì Jackie có thể cho chị Jacqueline được biết thêm, em vẫn còn đi học, em đã học hết lớp mấy và em có ý định rằng in future em sẽ làm gì hay là trở thành một người hát nhạc rap nổi tiếng. Vì cái đó, vì chị đã từng coi em hát nhạc rap và tất cả những cái đài đã từng interview em, họ đều nói em hát nhạc rap rất là hay. Vì Jackie có thể cho những bạn trẻ cùng được biết cái tương lai của em như sẽ future sẽ như thế nào? Em đang ở trong lớp 12 bây giờ. Em đang trở lại trường để xong high school để em muốn lấy diploma của em. Em thì em cũng muốn làm bự ở trong cái nhạc nữa, mà không làm được thì em cũng có cái đại học của em để em kiếm làm job thường, không? Cho nên em có hai cái plan, cái future cho em. Em thực sự em cũng muốn làm cái nhạc này, không? Hay em làm bự được thì cũng good, mà không được thì cũng em cũng có cái backup plan để em đi học rồi em lên em làm cái job khác được. Cho nên cũng good. Cảm ơn Jackie. Chị nghe nói Jackie có rất nhiều cái website về nhạc rap. Vậy thì em có thể cho những khán giả của đài FPTN được biết khi mà họ muốn gặp em hay là họ muốn email cho em trên website được hay không? Em muốn cảm ơn chị Jacqueline để interview em. Hoặc là em muốn cảm ơn FPTN Toronto với manager của em Paul Nguyễn, với lại mẹ của em Mai Nguyễn. Với lại em muốn nói cho mấy người mà đang cắt bảng, mấy người mà đang coi này. If you want to watch my videos or listen to my music, go to www.jennyfinch.com and check out the stuff, because I'm rapping for my Vietnamese people, you know. Và bây giờ Hà Quyên mời khán thính giả xem cái cuốn video của Jackie Nguyễn đã được chiếu khắp nơi trên thế giới. Và hy vọng, Jackie hy vọng được sự đóng góp của các bạn, của khán thính giả. Yeah.